Biết cái thể lệ chơi thì báo cho bên em để em nói lại cái thể lệ chơi nhá. Ai mà quen cái thể lệ chơi của em rồi thì không cần phải nói nhiều đúng không? Còn ai mà chưa biết cái thể lệ chơi của em thì báo cho bên em để bên em nói cái thể lệ chơi nhá. Và em cũng nói lại luôn. Thì bây giờ trên tay của em sẽ cầm những cái lá bài như thế này tất cả các chế nha. Và em sẽ rút một cái lá bài bất kỳ. Bây giờ là chiều rồi, chiều tối rồi, chơi nhanh thắng nhanh luôn tất cả các điều nha. Rồi và khi đó thì các khách sẽ đoán cái lá bài trên tay của em. Ví dụ như đó là cái con 5 cơ, 5 rô, 5 bích, 5 chuồng. Và nên nhớ lại em luôn luôn có gợi ý cho nên rất là dễ trúng, không phải khó trúng tất cả các chế nha. Rồi và tất cả các yêu nên nhớ rằng này, tất cả các yêu nên nhớ rằng cho em nhé, là phải làm đúng cái thể lệ chơi, mất công mà đoán trúng mà bị hủy kết quả rất là tiếc. Thứ nhất là mình like trang, thứ hai là mình chia sẻ lên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai 3 lần. Mình chơi xong rồi mình muốn xóa livestream thì mình xóa, em không có bắt buộc để livestream nhé. Rồi và nên nhớ rằng cho em, hôm nay sẽ gồm có 2 người trúng. Thứ nhất là người comment sớm nhất và thứ hai là người comment đúng và chia sẻ nhiều nhất. Hôm nay có gồm 2 người trúng nhé. Rồi thứ nhất là người comment sớm nhất và thứ hai là người comment đúng và chia sẻ nhiều nhất. Cho nên tất cả các khách nên nhớ rằng mình chia sẻ càng nhiều có cơ hội trúng càng cao. Chơi với em đừng có giới hạn lượt chia sẻ tất cả các khách nha. Và nên nhớ rằng các em, ai chia sẻ lên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai 3 lần rồi thì mình sẽ được đoán 3 lần. Còn ai muốn đoán comment lá bài thoải mái thì mình phải chia sẻ vào 10 hội nhóm để mình được comment lá bài thoải mái. Và nên nhớ đừng có giới hạn lượt chia sẻ cho em nhé. Ai muốn đoán comment lá bài thoải mái phải chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em nha.
Rồi ok, và bây giờ mình sẽ rồi ok lượt xem đang rất là đông rồi tất cả các yêu nhá. Rồi em sẽ bắt đầu luôn, em sẽ bắt đầu rút bài và chơi luôn. Rồi ok An An chia sẻ càng nhiều có cơ hội trúng càng cao tất cả An An nhé. Rồi và bây giờ em sẽ bắt đầu là em sẽ chia sẻ phần quà trước cho tất cả các chế. Em sẽ chia sẻ phần quà trước và hôm nay cũng là một dòng son mát. Hôm qua ai chưa được nhận quà son mát vàng của bên em thì hôm nay sẽ được nhận một, hai khách sẽ được nhận hai cây son mát nằm trên đây. Đây là hai cây son mát phiên bản còn chuẩn và cao cấp hơn nữa tất cả các chế. Đây, phiên bản của son mát này còn chuẩn và càng cao cấp hơn nữa tất cả các điều thấy. Đây, đây là son mát trên tay của em. Ok tất cả các điều nha. Rồi, đây là hai cây. Đây, đây là vỏ của nó tất cả các điều. Rồi, nhớ chưa các điều thấy chưa ạ? Đây, ok nhá. Đây là hai cây son mát sẽ được nhận của hai khách chiều hôm nay. Em like nhanh, đánh nhanh, thắng nhanh luôn. Là hôm qua ai chưa được nhận quà là bây giờ đừng có buồn vì son mát này còn cao cấp hơn son mát ngày hôm qua nữa tất cả các khách nha. Sẽ được hai bạn sẽ hôm nay sẽ được trúng hai cái cây son này hoàn toàn miễn phí. Đây là phiên bản mới của bên em. Đây, em sẽ trưng hai cây son này ở đây nhá. Và ai sẽ hôm nay là người may mắn đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu rút bài và mình bắt đầu chơi luôn tất cả các chế nha. Rồi, trên tay của em sẽ cầm những con bài. Bây giờ các khách hãy bắt đầu cho em nha. Rồi, bây giờ các khách ơi, trên tay của em sẽ cầm những con bài như thế này tất cả các chế nha. Rồi, và các khách hãy ghi cho em là bắt đầu chơi để em bắt đầu rút bài ra nhé. Bắt đầu chơi để em bắt đầu rút bài ra tất cả các điều nha. Rồi tất cả các khách ơi, bây giờ các khách hãy ghi cho em là bắt đầu chơi để em bắt đầu rút bài cho tất cả các khách luôn. Và lúc đó tất cả khách nên nhớ rằng cho em, khi bây giờ ai chưa làm đúng có thể lệ chơi thì nhanh tay làm đúng có thể lệ chơi cho em rồi mình vào chơi nhé. Thứ nhất là like trang, thứ hai mình chia sẻ đến trang cá nhân của mình ở chế độ công khai 3 lần. Rồi mình hẳn vào chơi, chơi xong mình muốn xóa livestream thì mình xóa. Và đặc biệt này, hôm nay mà ai muốn comment lá bài thoải mái thì mình phải chia sẻ vào 10 hội nhóm. Nên nhớ cho em nha, chia sẻ vào 10 hội nhóm để mình được comment lá bài thoải mái tất cả các chế nha. Nên nhớ cho em nha, chia sẻ vào 10 hội nhóm để mình được comment lá bài thoải mái. Và nên nhớ rằng cho em, hôm nay sẽ gồm có 2 người trúng cho nên là chơi với em đừng có giới hạn lượt chia sẻ. Tại vì người thứ nhất là người comment sớm nhất và người thứ hai là người comment đúng và chia sẻ nhiều nhất. Cho nên tất cả các khách nên nhớ rằng mình chia sẻ càng nhiều có cơ hội trúng càng cao tất cả các chế nha. Rồi tương tác rất là tốt. Bây giờ em sẽ bắt đầu chơi tất cả các điều nha. Rồi nên nhớ, ai muốn comment lá bài thoải mái phải chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em nhé. Bây giờ trên tay của em sẽ cầm những cái lá bài như thế này tất cả các chế nha. Rồi bây giờ này, em sẽ bắt đầu rút lại tất cả các điều nha. Rồi các điều ổn định cho em nhé. Ai chưa làm đúng thể lệ thì phải nhanh tay để mình làm đúng cái thể lệ chơi nha. Rồi ok tất cả các điều. Trên tay của em sẽ cầm những lá bài và mình sẽ bắt đầu chơi nhé. Và khi em rút lá bài ra các khách hãy đoán cho em nha. Rồi ai sẽ là người may mắn hôm nay đây. Rồi trên tay của em đã cầm một lá bài rồi. Các khách hãy bắt đầu đoán cho em nào. Tất cả các chế ơi, bắt đầu đoán cho em nha. Các khách hãy bắt đầu đoán cho em trên tay của em đang cầm là con bài gì đây tất cả các chế ơi. Nhanh tay lên nào tất cả các chế nha. Trên tay của em đang cầm là con bài gì đây? Rồi các khách ơi, nhanh tay đoán, nhanh tay lên nha. Mạng có bị gì không nha? Nếu như mạng có bị lắc á, thì báo cho bên em một tiếng để em chỉnh mạng lại nha. Rồi, ok đây, Nguyễn Hiền chưa đúng này, Phương Thảo chưa đúng này, Lê Ngân chưa đúng này, Ngạn Tân chưa đúng này, Thục Banh chưa đúng này. Ok, tất cả khách yêu nên nhớ cho em, thứ nhất là mình like trang, thứ hai chia sẻ lên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai 3 lần. Chơi xong rồi, muốn xóa livestream thì mình xóa, em không có bắt buộc để, em rất là thoải mái. Và nên nhớ, em chơi với em, ai là khách hàng cũ của bên em, chơi với em không có cái hiện tượng câu like, câu liếc gì hết á. Em chơi là có người thật, việc thật, có quà thật. Ok, tất cả khách yêu nha, em chơi ở đây là để tương tác giữa khách hàng thân thiết và em thôi. Ok tất cả các khách nhé. Rồi ok tất cả các điều vào. Bây giờ tất cả các điều hãy bắt tay vào đoán nhanh tay lên nào. Làm anh hùng bàn phím, ai sẽ là người may mắn hôm nay nhận hai cây son phiên bản cao cấp của dòng son mát Canada. Nên nhớ mát của bên em luôn luôn là mát Canada tất cả các điều nhé. Rồi ok tất cả các điều. Và hai cây son hôm nay đang trưng ở đây sẽ ai sẽ là người nhận được. Và son mát này còn đặc biệt hơn là quà tặng ngày hôm qua nữa tất cả các chế nha. Rồi nhanh tay lên nào. Và nên nhớ, ai chưa chia sẻ vào 10 hội nhóm thì không được đoán lá bài thoải mái đâu nhé. Muốn đoán lá bài thoải mái phải chia sẻ vào 10 hội nhóm. Nên nhớ cho em, ai muốn đoán comment lá bài thoải mái, mình phải chia sẻ vào 10 hội nhóm tất cả các chế nha. Rồi ok, chơi nhanh thắng nhanh, đánh nhanh luôn tất cả các điều nhé. Rồi hôm nay là ngày hôm qua là có nhiều khách cứ nói là chị ơi sao mà hôm qua em không được trúng, trời ơi buồn quá, rồi nhiều người rất là rên. Cho nên là bây giờ là đáp ứng nhu cầu với tất cả các khách yêu thì bây giờ em sẽ like và tặng tiếp cho tất cả các chế luôn. Tại vì hệ thống này lâu lâu lắm rồi và rất là ít em like bên hệ thống bên này đó. Cho nên tất cả các điều
nhiêu, thấy like của em là phải vào nhanh. Và nên nhớ rằng cho em luôn luôn có những cái chương trình bảo sale cho tất cả các khách yêu xem livestream của em và đã chơi mini game với em, tất cả các chị nha. Cho nên các khách yêu hãy ổn định cho em. Và nên nhớ, để tạo ra tính công bằng, kết quả em cuối mini game em sẽ công bố lên livestream luôn là ai là người trúng luôn, và em sẽ đăng lên tường và lúc đó gửi địa chỉ và số điện thoại về để em gửi quà về cho tất cả các chế ha. Còn ai á mà trúng mà em đọc tên trúng mà chưa nhận được quà là báo cho bên em gấp, tại vì không có cái hiện tượng mà em đọc tên rồi mà không có quà nhá. Nhớ cho em nha, quà son cao cấp tất cả các chế nha, nên nhớ cho em son gì mà em đã nói tặng là sẽ tặng, ok tất cả các chế rồi. Ok, bây giờ bên em các khách ơi, bây giờ bên em sẽ, bây giờ là ok đã đủ rồi, đã đủ được xem. Bây giờ em sẽ gửi lần một cho tất cả các chế nha. Trên tay của em đang cầm là các khách hãy không phải là nước cơ, ok tất cả các điều nha. Trên tay của em đang cầm không phải là nước cơ, ok tất cả các điều. Gửi lần đầu nha tất cả các chế nha. Bây giờ các khách yêu đánh nhanh thắng nhanh luôn, gửi lần đầu trên tay của em đang cầm không phải là nước cơ tất cả các chế nha, không phải là nước cơ. Nên nhớ rằng cho em hôm nay sẽ gồm có hai người trúng, thứ nhất là người comment sớm nhất và thứ hai là người comment đúng và chia sẻ nhiều nhất. Cho nên tất cả các khách nên nhớ rằng mình chia sẻ càng nhiều có cơ hội trúng càng cao tất cả các chế nha. Và nên nhớ rằng cho em, ai muốn comment lá bài thoải mái thì mình phải chia sẻ vào mùi hộ nhóm. Và nên nhớ chia sẻ lên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai 3 lần. Mình chơi xong rồi mình muốn xóa livestream thì mình xóa, em không có bắt buộc để tất cả các chế nha. Rồi trên tay của em đang cầm không phải là nước cơ tất cả các chế nha. Rồi và bây giờ em sẽ bắt đầu là cố gắng, có nghĩa là em sẽ gợi ý tất cả các chế luôn. Rồi nha, em sẽ gợi ý cho tất cả các khách yêu luôn nha. Em sẽ gợi ý cho tất cả khách yêu luôn nha. Bây giờ khách yêu ổn định cho em nha, nhanh tay lên ổn định cho em nha. Em gợi ý tiếp theo này, trên tay của em đang cầm nha không phải là nước bích, ok tất cả các yêu nhé. Trên tay của em đang cầm không phải là nước bích tất cả các yêu nha. Đó, gợi ý lần thứ hai rồi, rất là dễ trúng tất cả các yêu. Khi mà em đã gợi ý và em đã mở gần mở bài ra thì em sẽ bắt đầu là sổ bài và công bố kết quả cho tất cả khách yêu luôn. Rồi ok tất cả các yêu, và bây giờ tất cả các yêu ơi, ổn định cho em nhé, nhanh tay lên nha, nhanh tay ổn định cho em nha, để em đưa ra kết quả cho tất cả khách yêu thấy nha. Rồi ok tất cả khách yêu, và nên nhớ rằng cho em, ai chưa biết cái thể lệ chơi thì nhanh tay làm đúng cái thể lệ chơi của bên em và hỏi bên em để bên em đưa ra cái thể lệ chơi. Mất công mà đoán trúng rồi mà mình bị hủy kết quả là rất là tiếc tất cả các chế nhé. Cho nên tất cả khách yêu nên nhớ rằng này, là ai mà chưa biết thể lệ phải hỏi cho bên em, mất công mà đoán trúng rồi là bị mất may mắn của mình đi nhá. Tại vì mình mất công mình chơi, nói chung là mục đích mình chơi là vui. Thứ nhất là vui và thứ hai là quà, đúng không tất cả các điều đó. Cho nên tất cả các điều nên nhớ rằng là mình phải làm đúng cái thể lệ chơi. Thứ nhất like trang, thứ hai mình chia sẻ lên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai 3 lần rồi mình hẳn vào chơi. Nếu như các khách chơi xong em công bố kết quả rồi muốn xóa livestream thì mình xóa, em không có bắt buộc để. Và nên nhớ rằng cho em, ai muốn đoán comment lá bài thoải mái mình phải chia sẻ vào 10 hội nhóm để mình được comment lá bài thoải mái. Và khách yêu nên nhớ rằng hôm nay số gồm có hai người trúng, cho nên là chơi với em đừng có giới hạn lượt chia sẻ, tại vì mình chia sẻ càng nhiều có cơ hội trúng càng cao. Và các khách nên nhớ rằng cho em này nha, các khách nên nhớ rằng cho em là thứ nhất là sẽ gồm có hai người trúng, là thứ nhất là người comment sớm nhất và thứ hai là người comment đúng và chia sẻ nhiều nhất. Cho nên tất cả khách nên nhớ rằng mình chia sẻ càng nhiều có cơ hội trúng càng cao tất cả các khách yêu nhé. Rồi ok tất cả các chị ơi, và bây giờ tất cả các khách yêu ơi, em sẽ gợi ý lần tiếp theo cho tất cả các chế nha. Bây giờ các chế ổn định cho em nha, em sẽ gợi ý tất cả các chế luôn. Rồi bây giờ tất cả các yêu thấy nha, trên tay của em đang cầm là con gì đây tất cả các chế nha. Rồi em sẽ gợi ý lần tiếp theo luôn, các khách yêu ổn định cho em nhé. Em sẽ gợi ý tất cả khách yêu luôn, đánh nhanh thắng nhanh luôn. Mất công ngày hôm qua là chưa ai được nhận quà thì hôm nay sẽ được nhận quà nhanh luôn nhé. Hôm nay em sẽ chơi nhanh luôn tất cả các chế. Rồi trên tay của em đang cầm là con gì đây tất cả các chế ơi, trên tay của em đang cầm là con gì đây ạ? Em sẽ gợi ý tẹt ga cho tất cả các khách luôn. Chơi với em là đánh nhanh thắng nhanh, không có cái vụ mà lề mề quà đâu tất cả các khách nha. Bây giờ các khách ơi, em sẽ cho các khách thêm 5 phút để đoán nữa thôi. Ngang 5 phút em sẽ sổ bài ra và sẽ hết cơ hội để đoán tất cả các chế nha. Bây giờ các khách, em chỉ cho các khách thêm 5 phút để đoán nữa thôi tất cả các chế. Rồi ok tất cả các yêu nha, ai sẽ là người may mắn được nhận quà hôm nay của bên em, đánh nhanh thắng nhanh này. Rồi trên tay của em đang cầm là con gì đây tất cả các chế ơi, nên nhớ cho em, ai muốn đoán comment lá bài thoải mái mình phải chia sẻ vào 10 hội nhóm. Và nên nhớ hôm nay sẽ gồm có hai người trúng, thứ nhất là người comment sớm nhất và thứ hai là người comment đúng và chia sẻ nhiều nhất. Cho nên tất cả
các khách nên nhớ rằng mình chia sẻ càng nhiều có cơ hội trúng càng cao tất cả khách yêu nhé. Rồi em xin chào 100 người xem, em xin chào 100 người xem, 100 người xem có nghe em nói không ạ? Nên nhớ phải làm đúng thể lệ chơi, mất công vào đoán trúng rồi bị hủy kết quả rất là tiếc tất cả các chế nha. Thứ nhất là mình like trang, thứ hai mình chia sẻ lên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai 3 lần. Mình chơi xong rồi mình muốn xóa livestream thì mình xóa. Và các khách nên nhớ rằng cho em này, ai là có nghĩa là chơi với em lâu rồi thì biết là nên nhớ rằng cho em, chơi với em đừng có giới hạn lượt chia sẻ, tại vì hôm nay số gồm có hai người trúng, thứ nhất là người comment sớm nhất và thứ hai là người comment đúng và chia sẻ nhiều nhất, cho nên tất cả các khách nên nhớ rằng mình chia sẻ càng nhiều có cơ hội trúng càng cao tất cả các chế nha. Rồi nhanh tay lên nào, chỉ còn thêm 4 phút nữa thôi em sẽ bắt đầu sổ bài rồi. Các anh hùng bàn phím ơi, nhanh tay lên nào nha. Ai sẽ là may mắn hôm nay đây, ai sẽ là may mắn đêm nay đây tất cả các chế ơi. Rồi nhanh tay lên nào, kết quả đang nằm ở trên tay em. Các khách, em chỉ cho các khách thêm 4 phút nữa thôi để các khách đoán nha. Ngang 4 phút em sẽ bắt đầu sổ bài ra tất cả các chế nha. 4 phút nữa thôi em sẽ bắt đầu sổ bài ra tất cả các chế ơi, nhanh tay lên nào. Rồi, ai chưa làm đúng cái thể lệ chơi của bên em thì nhanh tay vào làm đúng cái thể lệ chơi của bên em nhé, để mình đoán được trúng thể lệ hợp lệ. Cái mất công mà mình đoán trúng rồi mà bị hủy kết quả rất là tiếc tất cả các chế nha. Rồi ok, ai chưa làm đúng cái thể lệ chơi thì nhanh tay vào làm đúng thể lệ chơi cho bên em nha. Rồi trên tay của em đang cầm là con gì đây tất cả các chế ơi? Các khách yêu đã biết được kết quả chưa ạ? Rồi em xin chào 100 người xem nhé. 100 người xem nhanh tay lên cho em nhé. Chỉ còn thêm 4 phút nữa thôi em sẽ bắt đầu sổ bài ra rồi tất cả các chế nha. Cho nên các khách hãy nhanh tay lên cho em nào, làm anh hùng bằng phím cho em nào. Rồi, nên nhớ rằng cho em, thứ nhất là mình like trang, là làm đúng cái thể lệ chơi nhá. Thứ nhất là like trang, thứ hai là mình chia sẻ lên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai 3 lần. Rồi mình hẳn vào chơi, ai chưa làm đúng cái thể lệ thì nhanh tay lên, tại vì em gần sổ bài rồi. Các khách yêu ơi, em gần sổ bài rồi, cho nên tất cả khách nên nhớ rằng là ai mà chưa làm đúng thể lệ phải làm đúng thể lệ. Mình chơi xong mình muốn xóa livestream thì mình xóa nha, em không có bắt buộc để nha. Nên nhớ cái điều này cho em nhé, là em công bố kết quả xong rồi muốn xóa livestream thì mình xóa, bất công mà đoán trúng rồi và em vào kiểm tra lên chỗ trang của mình mà chưa có nghĩa là thấy làm đúng thể lệ thì em sẽ nhường kết quả đó và hủy kết quả đó và nhường cho người khác. Rồi và nên nhớ rằng cho em, ai muốn đoán comment lá bài thoải mái thì mình phải chia sẻ vào 10 hội nhóm nha tất cả các yêu nhé. Nên nhớ rằng cho em, ai muốn đoán comment lá bài thoải mái thì mình phải chia sẻ vào 10 hội nhóm để mình được comment lá bài thoải mái tất cả các chế nhé. Và nên nhớ rằng cho em, hôm nay sẽ gồm có hai người trúng. Thứ nhất là người comment sớm nhất và thứ hai là người comment đúng và chia sẻ nhiều nhất. Cho nên tất cả các khách nên nhớ rằng mình chia sẻ càng nhiều có cơ hội trúng càng cao tất cả các chế nha. Rồi các chế nhanh tay lên nào tất cả các chế ơi. Rồi các chế nhanh tay lên cho em nhé, chỉ còn thêm 3 phút nữa thôi em sẽ bắt đầu sổ bài ra nào tất cả các chế. 3 phút nữa thôi nha, ai chưa làm đúng điều kiện thì nhanh tay lên nhé. Nhớ là mình chia sẻ càng nhiều có cơ hội trúng càng cao nha, cho nên là đừng có giới hạn được chia sẻ tất cả các chế nha. Đã vào chơi, lỡ vào chơi rồi thì phải chơi cho hết mình tất cả các điều nhá. Rồi nhanh tay lên nào em bật cái gối tay tay lên còn cái lên nhỉ. Rồi nhanh tay lên nào tất cả các điều ơi, nhanh tay rồi. Hồng Anh ơi thấy em luôn, Hồng Lê nha, Hồng Lê thấy em luôn này. Tất cả các điều nên nhớ, comment của bên em không có cái hiện tượng bị ẩn, cho nên các khách yêu yên tâm nhé, là bên em luôn luôn có cái chế độ là mở ẩn ra tất cả các điều, cho nên em ai em cũng thấy hết á. Kết quả của ai đã đưa lên là em luôn luôn thấy kết quả tất cả các điều nha. Rồi ok, chỉ còn thêm 2 phút nữa thôi nha, 2 phút nữa thôi em sẽ bắt đầu sổ, em sẽ bắt đầu sổ bài ra tất cả các điều nha. Em chỉ cho khách thêm 2 phút nữa thôi nào, 2 phút nữa thôi tất cả các yêu hãy đoán cho em. 2 phút nữa thôi tất cả các yêu ơi, trên tay của em đang cầm là con gì đây ạ? Trên tay của em đang cầm là con gì đây tất cả các chế ơi? Rồi nhanh tay lên nào nha. Rồi chỉ còn thêm 2 phút nữa thôi tất cả các chế nha, 2 phút nữa thôi nào, nhanh tay lên làm anh hùng bàn phím cho em nào tất cả các chế ơi. 2 phút nữa thôi em sẽ bắt đầu sổ bài ra nào tất cả các chế này. Rồi chưa? Rồi trên tay em là con gì đây? Nên nhớ rằng cho em nha, ai muốn đoán comment lá bài thoải mái nha, mình phải chia sẻ vào 10 hội nhóm tất cả các chế nhé. Chia sẻ vào 10 hội nhóm để mình được comment lá bài thoải mái tất cả các chế nha. Rồi là nhanh tay lên nào tất cả khách yêu ơi, nhanh tay lên nào. Rồi em xin chào 150 người xem. Xin chào 150 người xem nha. Nhanh tay lên, nhanh tay lên, em chỉ còn thêm 2 phút nữa thôi làm anh hùng bàn phím cho em nào. Ai chưa chia sẻ vào 10 hội nhóm thì nhanh tay chia sẻ vào 10 hội nhóm để mình được comment lá bài thoải mái tẹt ca luôn tất cả các chế nha. Các anh hùng bàn phím nhanh tay lên, hôm nay ai sẽ được nhận 2 cây son mát của hàng Canada là phiên bản 2017. Qua 2018 vẫn còn đang rất là hot và cao cấp hơn dòng son ngày hôm qua em tặng được tất cả các chế nhé.
Rồi, ok, em xin chào 180 người xem này. Rồi, nhanh tay lên nào, em chỉ còn 2 phút cuối cùng nữa thôi để cho tất cả các chế cơ hội cuối cùng. Chỉ còn 2 phút cho các chế đoán nữa thôi, tất cả các chế nha. 2 phút cuối cùng cho các chế đoán này. 2 phút cuối cùng tất cả các yêu ơi, nhanh tay lên nào, nhanh tay lên. Ai sẽ là may mắn tối hôm nay đây? Chỉ còn 2 phút cuối cùng nữa thôi tất cả các chế nha. Nhớ là mình phải chia sẻ vào 10 hội nhóm để được comment lá bài thoải mái nha. Rồi em xin chào 200 người xem này. Em xin chào 200 người xem. 200 người xem ơi, nhanh tay lên nào. 1 phút cuối cùng cho tất cả các chế. 1 phút cuối cùng nữa thôi tất cả các chế nha. Rồi ok, tất cả các yêu, 1 phút cuối cùng nữa thôi ạ. 1 phút cuối cùng đang nằm trong tay em, lá bài cuối cùng 1 phút cuối cùng nữa thôi. 1 phút cuối cùng, nhanh tay lên nào, 1 phút cuối cùng nữa thôi nào. Rồi ai là người đoán đúng đây, ai là người đoán đúng đây? Nhanh tay lên nào tất cả các chế nha. Rồi, trên tay của em là con bài gì đây? 1 phút cuối cùng tất cả các chế nha, 1 phút cuối cùng nữa thôi. Chỉ còn 1 phút cuối cùng nữa thôi tất cả các khách yêu ơi, các anh hùng bàn phím hãy nhanh tay lên cho em nhé. Rồi em xin chào 250 người xem. Rồi em xin chào 280 người xem. Ok, 280 người xem ơi, chỉ còn thêm 1 phút cuối cùng nữa. Ai đang mạng bị lắc thì nhanh tay lên, em chỉ cho cơ hội thêm 1 phút cuối cùng nữa thôi là em sẽ bắt đầu sổ bài ra luôn tất cả các chế nhá. Em sẽ bắt đầu sổ bài ra luôn. Rồi xin chào 300 người xem nhé, em xin chào 300 người xem. 300 người xem ơi, các 300 người xem, 300 người xem khách, 300 khách yêu ơi, bây giờ em sẽ bắt đầu kết thúc cho cơ hội cuối cùng rồi. Bây giờ chỉ còn thêm 0 giây thôi, đã là 0 giây rồi tất cả khách yêu nha. Đã qua 1 phút cuối cùng rồi, em sẽ bắt đầu sổ bài tất cả các chế nha. Em sẽ bắt đầu sổ bài, chỉ còn vài giây thôi này. Ai mạng lắc em chỉ cho thêm vài giây nữa thôi. Em xin chào 350 người xem. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu sổ bài ra. Và các khách yêu hãy ghi cho em là ngưng comment. Tất cả các khách yêu hãy ghi cho em là ngưng comment nha. Ghi cho em là ngưng comment. Em chỉ tính kết quả từ ngưng comment đến phía trên thôi. Rồi xin chào 400 khách yêu. Rồi ok tất cả khách yêu, và bây giờ tất cả khách yêu hãy ghi cho em là ngưng comment để tạo ra tính công bằng. Tất cả các khách nãy giờ ngồi đoán rất là lâu rồi, mà các khách khi em mở bài ra mà tất cả các khách đoán thì sẽ mất công bằng với những các khách trước. Cho nên tất cả các khách hãy ghi cho em là ngưng comment. Em chỉ tính kết quả từ ngưng comment đến phía trên thôi. Còn ngang kết quả từ ngưng comment đến phía dưới em sẽ không tính kết quả để tạo ra tính công bằng tất cả các chế nha. Rồi ok tất cả khách yêu, và tất cả khách yêu hãy ghi cho em, bắt đầu cho em là ghi ngưng comment. Em sẽ bắt đầu sổ bài ra tất cả các chế nha. Và các khách yêu hãy ổn định ở đó, tại vì em sẽ công bố kết quả trong livestream tối hôm nay luôn. Cho nên tất cả khách yêu hãy ổn định và đừng có rời màn hình của em nhé. Rồi ok, và còn rất là nhiều chương trình bảo sale, em bảo sale hôm nay cho tất cả khách chế nữa. Rồi, và bây giờ tất cả khách yêu hãy ghi cho em là ngưng comment, tương tác rất là tốt. Em chỉ tính kết quả từ ngưng comment đến phía trên thôi nha. Rồi, và bây giờ em sẽ bắt đầu sổ bài ra tất cả các chế nha. Em sẽ bắt đầu sổ bài ra tất cả khách yêu ơi, em sẽ bắt đầu sổ bài ra tất cả các chế. Rồi, và bây giờ các khách hãy ổn định cho em nào. Và để tạo ra tính công bằng cuối mini game, để lọc ra những khách hàng trúng chuẩn nhất, thì bên em sẽ bắt đầu là công bố khoảng tầm 15 đến 20 phút em sẽ công bố kết quả thôi. Rồi em xin chào 500 người xem. Rồi ok, và bây giờ em sẽ bắt đầu mở bài ra tất cả các chế nha. Trên tay của em là con gì đây ạ? Rồi, trên tay của em là con 7 chuồng tất cả các khách yêu ơi. Trên tay của em là con 7 chuồng. Ok, tất cả các khách yêu, em xin chào 550 người xem. Rồi, ok tất cả các chế, và bây giờ tất cả các khách yêu ơi, trên tay của em là con 7 chuồng tất cả các khách yêu nha. Con 7 chuồng, ai đã đoán đúng con 7 chuồng rồi thì ổn định cho em. Rồi em xin chào 600 người xem. Rồi ok ok tất cả các chế nha. Và bây giờ các chế hãy ổn định cho em nha. Các chế hãy ổn định cho em. Ai đã đoán đúng con 7 chuồng rồi thì ổn định. Khoảng tầm 20 phút nữa em sẽ bắt đầu gọi là công bố kết quả cho tất cả các chế luôn, để tạo ra tính công bằng tất cả các điều nha. Rồi, và không biết là ai trúng cả, chưa biết là ai trúng đâu, tại vì hôm nay sẽ cùng có hai người trúng. Thứ nhất là người comment sớm nhất, và thứ hai là người comment đúng và chia sẻ nhiều nhất tất cả các chế nha. Nên các chế hãy ổn định và đợi đó cho em, để em công bố kết quả tất cả các chế nha. Rồi, và bây giờ sẽ bắt đầu chương trình bảo sale. Nãy giờ có rất là nhiều khách, hỏi em là chị ơi, son mát, son kem 3CE bao nhiêu? Và bây giờ em sẽ bắt đầu chương trình bảo sale cho tất cả các khách yêu. Hãy bắt đầu này. Em sẽ áp dụng cho 50 đơn hàng nào để lại số điện thoại cộng địa chỉ, nhanh tay nhất mua một son kem 3CE tặng một cây son mát giá là
99.000 đồng tất cả khách yêu nha. Một son kem 3CE kem chủng lì và một cây son mát hàng của Canada. Mua một son 3CE kem tặng một son mát giá 99.000 đồng, chỉ áp dụng cho 50 khách hàng nào. Để lại số điện thoại cộng địa chỉ nhanh tay nhất hợp lệ nha. Hôm qua bên em đã áp dụng cho 50 đơn rồi. Hôm qua bên em đã áp dụng cho 50 đơn rồi. Và bây giờ hiện tại chỉ còn là 50 cây duy nhất son 3CE. Còn ngày hôm qua là bên em áp dụng mua một tặng một. Còn hôm nay bên em sẽ mua một son kem 3CE tặng một son mát, giá là 99.000 đồng tất cả khách yêu. Em nên nhớ rằng cho em, khi nào em livestream thì luôn luôn có những cái chương trình bảo sale, cho nên tất cả các khách nên nhớ rằng ổn định cho em. Và bây giờ em sẽ bắt đầu cái chương trình bảo sale là một son 3CE tặng một cây son mát giá là 99.000 đồng, áp dụng cho 50 khách hàng nào. Để lại số điện thoại cộng địa chỉ nhanh tay nhất tất cả khách yêu nha. Rồi ok nào tất cả khách yêu. Rồi ok, em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Thùy Linh. Rồi em sẽ bắt đầu nhận đơn hàng tất cả khách yêu nha. Một son 3CE tặng một son mát giá là 99.000 đồng. Hàng son kem 3CE này là hàng Light Âu, có nghĩa nó chỉ khác riêng vỏ hộp thôi, còn chất lượng bên trong bên em cam kết chuẩn Âu. Và son mát này là hàng của Canada. Và các khách nên nhớ rằng son mát bên trong này là bên em đều, dưới đáy son của bên em đều có ghi chữ Canada tất cả các chế nha. Rồi muốn đánh son sáp thì có son sáp, muốn đánh son kem thì có son kem. Hai son thay đổi chỉ có 99.000 đồng, mà hàng chất lượng ok tất cả các điều nha. Rồi ok, đây là cái son mát của bên em. Và nên nhớ dưới đáy son của hàng của mát này đều có ghi là hàng của Made in Canada tất cả khách yêu nhé. Rồi em nhận cho 50 đơn hàng nào, để lại số điện thoại cộng địa chỉ nhanh nhất. 50 đơn hàng thôi tất cả các chế nha. 50 đơn hàng thôi, ngang 50 đơn hàng em sẽ không nhận đơn hàng, vì ngày hôm qua là bên em đã sale sập sàn hết rồi. Bây giờ chỉ còn 50 cây 3CE này thôi tất cả khách yêu nha. Son mát thì còn bao la, nhưng son 3CE này chỉ còn 50 đơn hàng thôi. Tại vì hệ thống bên kia người ta like vẫn còn dư 50 cây, cho nên bây giờ bên em sẽ like lại cho tất cả các khách yêu. 50 đơn hàng, mua một son 3CE kem tặng một son mát này giá là 99.000 đồng tất cả khách yêu nhé. 99.000 đồng một bộ combo son kem và son sáp, chỉ có 99.000 đồng. Các khách yêu hãy nhanh tay lên, tại vì nó chỉ có kéo dài trong khoảng tầm 15 phút. Tại vì 15 phút nữa thôi là bên em đã đủ full 50 đơn hàng rồi tất cả các điều ạ. Tại vì tất cả các điều nên nhớ rằng cho em là bên em đã sale, là sale phải sập sàn. Chưa bao giờ bên em đăng cái chương trình này lên bán cả, cho nên ai mà để lại số điện thoại cộng địa chỉ là một đơn hàng hợp lệ phải có số điện thoại cộng địa chỉ. Và nên nhớ rằng cho em, ai là khách hàng mới của bên em không được vào đặt hàng vội, phải vào cảm nhận khách hàng của bên em để mình tin tưởng vào mình đặt hàng. Tại vì sao? Khi mà bên em đã, có nghĩa là chưa tin tưởng mà mình vào đặt hàng là xong rồi, mình hủy đơn hàng đi là người khác, người ta không có cơ hội để mua. Em nhấn mạnh cái phương châm này rất là nhiều lần rồi. Ai là khách hàng mới của bên em, vào cảm nhận khách hàng của bên em, là trên cảm nhận khách hàng của bên em là có hàng ngàn người trên á, người ta nêu ra những cái ý kiến là sản phẩm có tốt hay không, là bên trên bên em đều có tất cả khách yêu nhé. Rồi ok, tất cả các chế và các khách yêu nên nhớ rằng này, là em chỉ nhận 50 đơn hàng thôi, cho nên là ai nhanh tay thì em sẽ nhận đơn hàng. Số điện thoại cộng địa chỉ nha. Rồi em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Trần Thị Bích Tiên. Và ai đã để lại số điện thoại cộng địa chỉ rồi thì phải nghe máy để nhân viên của bên em xác nhận đơn hàng. Nếu như các khách không nghe máy được thì phải nhắn tin lên cho bên em là không nghe máy được, để bên em giữ lại đơn hàng. Còn nếu như các khách không phản hồi, bắt buộc bên em phải hủy đơn hàng đó và nhường cho khách hàng khác tất cả các điều nha. Cho nên là các khách nào đã để lại số điện thoại rồi thì phải nghe máy để nhân viên của bên em điện thoại tư vấn. Và chị có nghĩa là đưa ra những cái màu son cho tất cả khách yêu đặt hàng để có nghĩa là tư vấn kỹ hơn. Chị cần bên em chốt khoảng tầm từ 1 đến 2 phút thôi tất cả khách yêu nhé. Chị chốt từ 1 đến 2 phút thôi, cho nên tất cả khách yêu phải nghe máy để nhân viên của bên em xác nhận đơn hàng, nên nhớ nha. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Lâm Ngọc Hân. Em mới nhận được số điện thoại của chị Bích Phương. Em mới nhận được số điện thoại của chị Hoa Trần. Em mới nhận được số điện thoại của chị Hương Tẩm. Em mới nhận được số điện thoại của chị Trần Thị Bích Tiên. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Huy Hoàng. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Duy Lê. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Lâm Học Ngọc Ngọc Hân. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Trần Thị Lan Hương. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Phạm Thanh Hiền. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Liên Ngô. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Ngọc Bi. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Trần Thị Bích Tuyền. Phí ship của bên em đều là 30.000 đồng. 3 đến 5 ngày có hàng, có thể là sớm hơn. Bên em có thể là sớm hơn nha. Nhưng bên em hứa sơ cua như vậy để không có nghĩa là thất hứa với tất cả các khách yêu nhé. Và các khách yêu ơi, bây giờ hiện tại đơn hàng của bên em đang rất là đông, cho nên là em không có đọc được hết tất cả
số điện thoại của tất cả các khách được. Cho nên là các khách nào mới để lại số điện thoại cộng địa chỉ rồi, đã để lại số điện thoại cộng địa chỉ rồi, thì bên em trong lúc em đang còn nói thì em sẽ nhận đơn hàng của tất cả các khách yêu nha. Cho nên là bây giờ em không có đọc được tất cả các yêu. Rồi son đẹp lắm lắm xóm ơi, son quá đẹp ạ. Rồi cảm ơn Như Quỳnh Nguyễn rất là nhiều. Rồi ok, 99.000 đồng mua một son 3CE tặng một cây son mát, giá là 99.000 đồng. Bên em chỉ áp dụng cho 50 khách hàng nào để lại số điện thoại cộng địa chỉ nhanh tay nhất. Còn ngang 50 khách hàng bên em sẽ không nhận đơn hàng nữa, tại vì hôm qua bên em chỉ còn dư 50 cây thôi tất cả các yêu nha. Chưa biết lúc nào hàng hết, chưa biết lúc nào hàng về cả. Và các khách yêu nên nhớ rằng các em, hàng của bên em về nó tùy vào thời điểm. Đừng có nói với em là chị ơi, ngày qua chị bán 99.000 đồng mà sao hôm nay chị lại bán một cây 200.000, một cây 250.000, là tại vì là hàng của bên em nhập vào từng thời điểm. Đôi khi hôm nay lô hàng này rẻ, đôi khi hôm qua lô hàng nó lại mắc. Cho nên tất cả khách yêu nên nhớ rằng khi mà em đã like rồi thì tất cả khách yêu phải vào mua hàng bảo sale của bên em. Và để đảm bảo được cái chất lượng của bên em như thế nào, là các khách hãy vào cảm nhận khách hàng của bên em để mình tin tưởng rằng là son của bên em có tốt hay là không. Và để đảm bảo được chất lượng son của bên em như thế nào, thì cây son này em đã từng dùng tất cả các chế nha. Cây son này em đã từng dùng và bây giờ em sẽ test thử cái chất lượng son của nó như thế nào tất cả các yêu nhá. Rồi em sẽ test được cái chất lượng son của nó như thế nào, thì bây giờ em sẽ test thử cho tất cả các yêu xem nhá. Rồi ok tất cả các yêu, và bây giờ tất cả các yêu hãy ổn định cho em. Và bây giờ cái son này em đang test khoảng tầm từ 1 đến 2 phút nữa em sẽ chứng minh được cái chất lượng son của bên em nó như thế nào tất cả các chế nha. Rồi ok tất cả các yêu, và bây giờ đơn hàng bên em đang rất là đông, cho nên là em không có đọc được hết tất cả các khách yêu được. Cho nên là những khách mà đã để lại số điện thoại cộng địa chỉ mà em trong lúc em đang còn nói thì em đã nhận đơn hàng của tất cả các khách rồi. Cho nên tất cả các khách nào mà để lại số điện thoại cộng địa chỉ thì phải nghe máy cho bên em để nhân viên của bên em xác nhận đơn hàng. Tại vì bên em phải điện thoại xác nhận kỹ càng màu son rồi lúc đó bên em mới gửi đơn hàng đi tất cả các chế nha. Cho nên tất cả các yêu nên nhớ rằng là ai mà bận thì báo cho bên em một tiếng để bên em giữ đơn hàng, bên em gọi lại sau. Còn nếu như mà các khách không có báo cho bên em thì bắt buộc bên em phải hủy đơn hàng đó và nhường cho khách hàng khác. Đêm tại vì bên em chỉ áp dụng cho 50 đơn thôi, khách hàng thông cảm giúp em nhé. Rồi ok tất cả các điều, và bây giờ tất cả các điều nên nhớ rằng cho em nha. Rồi đổ máy ăn ơi, đổ máy ăn đợi một chút, là khoảng tầm 10 phút nữa thôi sẽ có cái kết quả đổ máy ăn nha, yên tâm sẽ có kết quả là bên chỗ em sẽ công bố liền. Rồi ok tất cả các điều ơi, bây giờ tất cả các điều nên nhớ rằng cho em là, rồi Hồ Thị Thủy ơi, mua một son 3CE kem tặng một son mát, giá của nó là 99.000 đồng Hồ Thị Thủy nhé. 99.000 đồng, bên em sẽ xem lại đơn hàng, nếu như mà đủ số lượng rồi bên em sẽ không nhận đơn hàng nữa tất cả các chế nha. Rồi em xin chào 150 người xem, 150 người xem ơi, ai đang xem livestream của em, tại vì bây giờ số lượng của bên em còn rất là ít đơn, cho nên là tất cả các khách nào mà ai đang xem livestream của em thì nhanh tay để lại số điện thoại cộng địa chỉ. Bên em chỉ nhận đơn hàng cho 50 khách hàng nào để lại số điện thoại cộng địa chỉ nhanh nhất thôi, còn ngang 50 khách hàng bên em sẽ không có nhận đơn hàng nữa. Và bây giờ hiện tại đã có 20 khách hàng để lại số điện thoại cộng địa chỉ rồi, bên em chỉ nhận thêm 30 đơn hàng nào để lại số điện thoại cộng địa chỉ nữa thôi tất cả các khách nha. Mua một son 3CE kem tặng một cây son mát, giá là 99.000 đồng tất cả các chế nha. 99.000 đồng, 99.000 đồng chỉ có duy nhất là trong livestream này tất cả các yêu ơi. Rồi bây giờ tất cả các yêu ơi, bây giờ bên em chỉ nhận thêm 30 đơn hàng nào để lại số điện thoại cộng địa chỉ nữa thôi. Và các yêu nên nhớ rằng son của bên em là dòng son kem chuẩn hàng, còn son này là son mát hàng của Canada tất cả các yêu nhé. Hàng của Canada tất cả các yêu, dưới đáy son có ghi hàng Canada đàng hoàng tất cả các chế nha. Rồi ok tất cả các yêu, và các yêu nên nhớ rằng cho em này. Rồi và bây giờ em sẽ kiểm chứng được cái chất lượng của bên em son kem chuẩn hàng nó như thế nào, thì đây là son em vừa test lên khoảng tầm 1 đến 2 phút. Bây giờ tất cả các điều hãy xem bên em kiểm chứng được là cái loại son của bên em nó có tốt hay không nhé. Bây giờ các điều xem này, nó em chùi đến cỡ nào thì nó sẽ không có cái hiện tượng là bị lem trôi màu. Đó là cái chất đánh giá được cái chất lượng son của bên em nó như thế nào. Bên em cam kết nó chỉ khác vỏ hộp thôi, còn riêng chất lượng bên trong bên em cam kết dùng ao và giữ màu từ 8 đến 12 tiếng. Và nên nhớ rằng cho em, ai dùng nước có nhiều thì khoảng tầm giữ màu từ 6 đến 8 tiếng tất cả các chế nha. Rồi tất cả các yêu thấy này. Rồi ok tất cả các yêu, đó là chất lượng của bên em nó như thế nào tất cả các chế nhá. Rồi ok, và tất cả các yêu ơi, bây giờ em chỉ nhận thêm 30 đơn hàng nữa thôi. Ngang 30 đơn hàng, em sẽ không nhận đơn hàng nữa. 99.000 đồng một cây son kem 3CE và một cây son mát tất cả các điều. Đây, một son kem 3CE và một son mát, giá là 99.000 đồng. Son kem, muốn đánh son kem chuẩn lì thì đánh son kem, muốn đánh son sáp mát của Canada chuẩn kem
chuẩn sáp ly luôn. Thì muốn đánh chỉ có một bộ combo này giá 99.000 đồng, bên em chỉ áp dụng thêm cho 30 đơn hàng nữa thôi. Ngang 30 đơn hàng bên em sẽ không nhận đơn hàng nữa tất cả các chị ơi. Rồi ok tất cả các điều nha. Rồi hàng chị Dung Dung ơi, hàng của bên em là hàng layout nha. Hàng layout có nghĩa là nó chỉ khác riêng cái vỏ hộp thôi, còn chất lượng bên trong bên em cam kết chuẩn Âu nhé. 99.000 đồng tầng như nha. Mua một son 3CE kem tặng một cây son mát nha. Mua một son 3CE kem tặng một cây son mát. Mát là hàng của Canada, son 3CE kem là hàng chuẩn Âu, giá là 99.000 đồng tất cả các chế nhé. 99.000 đồng chỉ áp dụng nha. Nãy giờ bên em chỉ áp dụng thêm 20 đơn hàng nữa thôi. Ngang 20 đơn hàng bên em sẽ không có áp dụng nữa tất cả các chế nha. Rồi các khách yêu ơi, 100 mấy người xem ơi, 120 người xem, bây giờ bên em chỉ áp dụng cho 20 đơn hàng nữa thôi. Cho nên 20 đơn hàng nào để lại số điện thoại cộng với chị nhanh nhất thì bên em sẽ nhận đơn hàng tất cả các chế nha. Rồi ok tất cả khách yêu. Rồi son kem màu gì ạ? Dung Dung ơi, son kem của bên em có 10 màu tha hồ lựa chọn nha. Inbox để nhân viên của bên em, bộ biên tập của bên em tự chụp bảng màu luôn tất cả khách chế nha. Rồi em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Dung Dung. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Nguyễn Thị Thúy Hồng. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Mỹ Lệ. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Ngọc Bi. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Tô Quỳnh Huỳnh. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Nhi Quỳnh nè. Em mới nhận được số điện thoại của chị Phạm Thị Thu Hương. Em mới nhận được số điện thoại của chị Xuân Liễu. Em mới nhận được số điện thoại chị Đào Trương chưa có địa chị nhá. Em mới nhận được số điện thoại của chị Kiều Sô Tật Huyền. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị để một xíu nào, của chị Phạm Thị Thu Hương. Rồi ok tất cả khách yêu, bên em 99.000 đồng mua một son 3CE kem tặng một son mát Canada, giá là 99.000 đồng chỉ có duy nhất trong livestream đây. Và bên em chỉ nhận thêm 20 đơn hàng nữa thôi. Đã có 30 khách hàng bên em đã nhận đơn hàng rồi, chỉ còn thêm 20 khách hàng nữa thôi. Ngang 20 khách hàng bên em sẽ không nhận bất cứ đơn hàng nào nữa tất cả các chế nha. Nên nhớ cho em nha, là em mà đã like là sẽ có chương trình bảo sale. Và cho nên tất cả các điều nên nhớ, đã nhìn thấy like của em là phải nhanh tay lên, tại vì số lượng nó còn có hạn. Và nên nhớ rằng cho em, ai cái phương châm bán hàng của em á, là ai là khách hàng mới của bên em không được vào đặt hàng vội. Em khuyến khích không được đặt hàng vội, vào cảm nhận khách hàng của bên em để mình tham khảo rằng là trong mấy năm qua bên em kinh doanh có uy tín và chất lượng hay không, rồi mình hẳn mua hàng. Mất công mình mua xong mà mình hủy đơn hàng, bên em rất là buồn, tại vì những khách hàng thân thiết phía sau của bên em không có cơ hội để mua, tại vì đủ 50 đơn hàng mất rồi đó. Cho nên tất cả khách yêu nên nhớ rằng, ai là khách hàng cũ thì khỏi cần suy nghĩ, để lại số điện thoại cộng địa chỉ luôn, không cần phải suy nghĩ nữa. Còn ai là khách hàng mới, vào cảm nhận khách hàng của bên em để mình tin tưởng đã, rồi mình hẳn đặt hàng tất cả các chế nha. Rồi nên nhớ cho em cái điều này tất cả các điều nhé. Rồi và khách yêu nên nhớ rằng cho em nha, khách yêu nên nhớ rằng cho em là bên em chỉ áp dụng thêm 20 đơn hàng nữa thôi. Ngang 20 đơn hàng bên em sẽ không có nhận đơn hàng nữa. Rồi ok tất cả các chế nha. Và bây giờ tất cả khách yêu ơi, 100 người đang xem ơi, bên em chỉ áp dụng 20 đơn hàng nữa thôi. Ai đã nhìn thấy like của em để lại số điện thoại cộng địa chỉ nhanh tay lên nha. Bên em chỉ nhận thêm 20 đơn hàng nữa thôi. Rồi ok tất cả các chế. Rồi em mới nhận được số điện thoại của chị Tần thì chưa có địa chỉ gì nha. Rồi ok nha, 99.000 đồng mua một son 3CE kem tặng một son mát. 99.000 đồng, mình muốn dùng son kem chuẩn lì thì mình dùng, mà mình muốn mua son mát, son sáp chuẩn lì thì mình dùng. Mà chỉ có combo này chỉ có 99.000 đồng tất cả các điều nha. Rồi chị Huy Hoàng ơi, chị đợi em một chút, tại vì bây giờ nhân viên của bên em đang rất là đông, cho nên là bên em chưa gọi kịp, cho nên chị cứ cầm điện thoại sẽ có nhân viên gọi cho chị trong tối nay luôn ha. Rồi ok tất cả các chế. Và các khách yêu nên nhớ rằng cho em, các khách yêu nên nhớ rằng cho em là hàng của bên em, son kem là hàng của chuẩn hàng và son mát là hàng của Canada, và dưới đáy son của bên em đều có ghi là Canada đàng hoàng. Có thể là các khách rất là khó thấy nha, các khách rất là khó thấy, nhưng mà bên trên này đều có ghi hàng Canada đàng hoàng. Và để kiểm chứng được chất lượng của bên em như thế nào thì đây là cái chất lượng của bên em. Em chùi đến cỡ nào thì nó sẽ không có cái hiện tượng là bị lem màu, và cam kết là độ trì an toàn, không ảnh hưởng tới sức khỏe và môi tất cả các chế nha. Và ai đã để lại số điện thoại cộng địa chỉ rồi thì phải nghe máy để nhân viên của bên em xác nhận đơn hàng tất cả các điều nhé. Ai đã để lại số điện thoại cộng địa chỉ rồi thì phải nghe máy để nhân viên của bên em xác nhận đơn hàng. Tại vì là khi mà bên em khi mà bên em điện thoại mà không nghe máy á, thì bắt buộc bên em phải hủy đơn hàng đó và nhường lại cho khách hàng khác tất cả các điều nhé. Tại vì là
Bên em chỉ áp dụng cho 50 đơn thôi. Và bây giờ đã có 30 đơn hàng rồi. Bên em chỉ nhận thêm 20 đơn hàng nữa thôi. Ngang 20 đơn hàng bên em sẽ không có nhận đơn hàng nữa, tất cả khách yêu nhé. Chị Trần Như ơi, ship toàn quốc là 30.000 đồng. 3 đến 5 ngày có hàng, có thể là 2 đến 3 ngày là mình đã có hàng rồi nhá. Nhưng mà bên em hứa school như vậy để không thất hứa với tất cả khách yêu nhé. Rồi, mua một son ba xe kem được tặng một cây son mát, giá là 99.000 đồng. Nó mất công này, chỉ có duy nhất ngày hôm nay này mất công này. Mất công mà sau rồi ngày mai lại là nó lên giá lại 200.000, 250.000 một cây. Thì lúc đó nói là chị ơi sao mà hôm qua em vừa thấy chị like 99.000 đồng mà bây giờ chị bán cho bên em là 200.000 hay đến 250.000 một cây. Là em không có biết đâu nha. Tại vì là thời điểm son của bên em mà hết hàng là bên em phải lên giá lại bình thường. Đó cho nên tất cả các điều nên nhớ rằng cho em là khi mà em đã like là phải nhanh tay lên, tại vì số lượng của bên em không có còn nhiều. Nên nhớ cho em tùy vào thời điểm, lô hàng của bên em khi nhập về được thì nó rẻ, mà khi nhập về không có được thì nó rất là đắt. Cho nên tất cả cái điều nhớ cho em nhé. Rồi, mua một son ba xe kem tặng một son mát, giá là 99.000 đồng, ship 30.000 đồng toàn quốc. 3 đến 5 ngày có hàng, có thể là sớm hơn là 2 đến 3 ngày là mình đã có hàng rồi. Nhưng bên em hứa sơ cua vậy tất cả các chế nha. Và nên nhớ, ai đã để lại số điện thoại cộng địa chỉ rồi thì phải nghe máy để nhân viên của bên em xác nhận đơn hàng, tất cả các chế nha. Phải nghe máy để nhân viên của bên em xác nhận đơn hàng. Tại vì khi mà các khách mà không nghe máy bắt buộc bên em phải hủy đơn hàng đó và nhường cho người khác. Rồi ship bình chánh thì 30.000 đồng luôn Hoàng Uyển Nhi nhá. Ship toàn quốc đều 30.000 đồng hết. 3 đến 5 ngày có hàng, ở bình chánh thì trong thành phố có thể 2 đến 3 ngày là có hàng. Rồi ship rồi Uyển Nhi nha. Rồi Trần Như ơi, cho em địa chỉ luôn chị Trần Như nhá. Rồi, ok tất cả các chị ơi, và bây giờ tất cả các khách yêu ơi, và bây giờ em sẽ bắt đầu là trên tay của em đã có kết quả mini game hôm nay rồi. Bây giờ các khách hãy ổn định cho em và em sẽ bắt đầu là chia sẻ mini game hôm nay, chia sẻ cái công bố kết quả hôm nay nha tất cả các yêu nhé. Hàng của bên em là hàng layout, có nghĩa là nó chỉ khác riêng vỏ hộp, còn chất lượng bên trong bên em cam kết chuẩn Âu nhé. Rồi ok, hồi phạm chị lên cảm nhận khách hàng của bên em để mình tham khảo thật kỹ rồi mình hẳn đặt hàng ha. Có tất cả những cái cảm nhận của hàng bên trên á, còn bây giờ em nói là son tốt lắm tất cả khách yêu không có tin đâu. Lên cảm nhận khách hàng của bên em, trên album của bên em có trên á, lên xem rồi lúc đó mình tin tưởng rồi mình hẳn đặt hàng. Và nên nhớ là em chỉ áp dụng khoảng tầm từ 10 đơn nữa thôi, ngang 10 đơn em sẽ không nhận đơn hàng nữa tất cả các chế nha. Rồi ok tất cả các chế, và bây giờ tất cả khách yêu ơi, trên tay của em đã có kết quả, công bố kết quả mini game hôm nay rồi. Rồi ok tất cả các yêu nha, và bây giờ em sẽ công bố kết quả mini game hôm nay. Ai là khách hàng hôm nay may mắn được trúng phần quà cao cấp của bên em đây. Rồi nên nhớ cho em là để lại số điện thoại cộng địa chỉ hợp lệ nhé. Và ai đã để lại số điện thoại cộng địa chỉ rồi thì phải nghe máy để nhân viên của bên em xác nhận đơn hàng tất cả các chế nha. Rồi và bây giờ bên em sẽ công bố kết quả mini game hôm nay các khách yêu trúng. Rồi bạn thứ nhất là bạn Kim Anh, comment vào lúc 17:32. Bạn thứ hai là bạn Hưng Long vào lúc 17:33. Đó là hai bạn trúng kết quả mini game hôm nay, chiều hôm nay của bên em. Chúc mừng hai bạn. Và em nhấn mạnh lại là hai bạn trúng mini game hôm nay là bạn Kim Anh và bạn Hưng Long, là đủ điều kiện thể lệ hợp lệ của bên em luôn. Bạn Kim Anh và bạn Hưng Long là hai khách yêu nhé. Hai khách yêu để lại số điện thoại cộng địa chỉ, xíu em sẽ đăng lên trên tường và để lại số điện thoại cộng địa chỉ để bên em đưa phần quà về cho tất cả khách yêu hoàn toàn miễn phí. Ok tất cả khách yêu nhé. Và đây là hai cây son của bạn Kim Anh và bạn Hưng Long sẽ được nhận hai cây son này. Ok tất cả các chế nha. Rồi và tất cả các khách yêu nên nhớ rằng này, là ai mà chưa nhận được quà là đừng có buồn, tại vì là em còn rất là like rất là nhiều cái chương trình sau này nữa, và sẽ có nhiều cái phần quà sau này cho tất cả các khách yêu còn cao cấp hơn nữa. Cho nên là tất cả khách yêu đừng có buồn nhé. Tất cả khách yêu đừng có buồn là bên em còn like, cho nên là theo dõi like của bên em để được nhận những cái son cao cấp mà hoàn toàn miễn phí tất cả các chế nha. Rồi chị Trần Như, em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Trần Như Hội Farm, em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Hội Farm này. Rồi các khách ơi, ai đã để lại số điện thoại cộng địa chỉ thì phải nghe máy để nhân viên của bên em xác nhận đơn hàng nhé. Và xíu nữa em sẽ đăng lên tường những hai người trúng đó luôn, và lên đó vào cái tường á, đưa địa chỉ số điện thoại, đưa địa chỉ và số điện thoại cho em để em gửi quà về. Mất công là những cái khách mà người ta nói là bên em lừa đảo á, là không có tặng quà thật, nên nhớ cho em là em không có cái hiện tượng là câu like hay tăng like thế đó. Em chơi là có người thật việc thật và có quà thật, mà nên nhớ rằng cho em là em tặng là để tạo ra tính tương tác giữa khách hàng và em thôi, chứ còn không có cái hiện tượng là em like mà lừa đảo khách nhá. Rồi ok tất cả các điều,
Mà bây giờ em sẽ đăng lên tường và cho hai bạn đó để lại số điện thoại cộng địa chỉ để em gửi quà về luôn nhá. Rồi và bây giờ em, hệ thống của bên em báo chỉ áp dụng cho 10 đơn hàng nữa thôi. Ngang 10 đơn hàng nữa thì em sẽ không có nhận đơn hàng nữa tất cả các chế nha. Nên nhớ cho em nha, ngang 10 đơn hàng nữa thì em sẽ không nhận đơn hàng nữa tất cả các chế nha. Rồi, ok tất cả các yêu ơi, nhanh tay lên nhá, nhanh tay lên cho em nhá. Ngang 10 đơn hàng thì em sẽ không nhận bất cứ đơn hàng nữa tất cả các chế nha. Ngang 10 đơn hàng thôi thì em sẽ không nhận đơn hàng nữa, nên nhớ cho em nha tất cả các yêu nhá. Rồi em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ cho chị Hoàng Uyển Nhi. Em mới nhận được số điện thoại của chị Trần Như, em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của Hội Farm. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị để em một xíu nè. Của Kiều Trần chứ, chị Kiều Trần chưa có địa chỉ chị nhá. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Kiến Lửa. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Diệm Quỳnh. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Trần Như đã có địa chỉ rồi chị nhá. Em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Huy Hoàng. Mình được quà lần thứ hai rồi, vui quá. Rồi ok chị Hưng Long rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị xíu em đăng cái kết quả lên tường rồi chị lên đó đưa địa chỉ cộng số điện thoại để người ta tin là có quà thật nha. Rồi ok, ok chị Đỗ Thị Lan Phương, Lan Hương ơi, sẽ có nhân viên của bên em gọi cho chị Lan Hương luôn nhá. Rồi chị Lan Hương đợi em một chút nha, tại vì bây giờ đơn hàng của bên em đang đông quá nên là chưa gọi kịp. Cho nên tất cả khách yêu nào mà chưa gọi kịp á, thì cứ ổn định cho em, sẽ có nhân viên của bên em gọi luôn tất cả các khách nha. Và trong tối hôm nay cầm điện thoại để nhân viên của bên em điện thoại xác nhận đơn hàng. Một khi đơn hàng gửi đi phải có nhân viên của bên em gọi xác nhận đơn hàng thì lúc đó bên em mới gửi đơn hàng đi được tất cả các chế nhá. Đó, cho nên tất cả các khách nên nhớ rằng này, là ai để lại số điện thoại cộng địa chỉ rồi thì phải nghe máy để nhân viên của bên em xác nhận đơn hàng. Và bây giờ bên em chỉ nhận thêm 5 đơn hàng, 10, có nghĩa là bây giờ bên em sẽ, có nghĩa là có nhiều khách đó, người ta lại chưa vào đặt hàng kịp, cho nên bây giờ em sẽ nhận thêm 10 đơn hàng score giống như ngày hôm qua vậy. Nếu như mà trong 50 khách hàng đó không có nghe máy thì em sẽ nhường lại cho 10 khách hàng score có. Còn nếu như mà 50 khách hàng mà nghe máy hoàn toàn thì em sẽ không nhận đơn hàng score được. Cho nên các khách nào bây giờ em chỉ nhận đơn hàng 10 đơn hàng cuối cùng nữa thôi. Ngang 10 đơn hàng cuối cùng thì em sẽ không có nhận đơn hàng nữa tất cả các chế nha. Rồi bây giờ tất cả khách yêu ơi, bây giờ tất cả các khách yêu hãy ổn định cho em nha. Em chỉ nhận thêm 10 đơn hàng nữa thôi, 99.000 đồng nha. Mua một son ba xe kem tặng một cây son mát giá 99.000 đồng. Bên em chỉ nhận thêm 10 đơn hàng nữa thôi. Ngang 10 đơn hàng bên em sẽ không có nhận một bất cứ đơn hàng nào nữa tất cả các chế nhé. Em sẽ không nhận một bất cứ đơn hàng nào nữa. Và 10 đơn hàng score đó là tùy vào may mắn thôi. Nếu như mà trong 50 khách đó người ta không có nghe máy thì bên em sẽ nhường lại cho 10 khách score đó. Mua một son ba xe kem tặng một cây son mát giá là 99.000 đồng tất cả các chế nhé. Bên em chỉ áp dụng thêm 10 đơn score nữa thôi. Ai nhanh tay thì được, còn ai chậm tay thì không có được tất cả các chế nha. Rồi ship toàn quốc 30.000 đồng, 3 đến 5 ngày có hàng tất cả các chế nha. Bên em hứa sơ cua vậy thôi, có thể là đôi khi là 2 đến 3 ngày là tất cả các khách đã nhận được hàng rồi tất cả các điều nhá. Rồi hàng Khánh Hằng ơi, nếu như muốn bảng màu thì inbox để nhân viên của bên em gửi bảng màu cho hàng Khánh Hằng. Còn hàng của bên em bây giờ là rất là đắt, bên em không có bảng màu được. Cho nên là đây là cái bảng màu em đã từng dùng rồi, cho nên bây giờ cây son em từng dùng, bây giờ em test cho tất cả khách yêu xem được cái chất lượng của nó như thế nào thôi. Còn muốn bảng màu thì bộ biên tập của bên em sẽ tự chụp bảng màu cho tất cả các khách yêu. Ok tất cả khách yêu nha. Rồi ok tất cả khách yêu nha, là nên nhớ rằng cho em hàng của bên em là chỉ Hội Farm mới, hàng của bên em là hàng lai Âu, có nghĩa nó chỉ khác riêng vỏ hộp, còn chất lượng bên trong bên em cam kết chuẩn Âu. Và ai chưa tin tưởng để lên cảm nhận khách hàng của bên em, tham khảo thật kỹ đã rồi mình hàng đặt hàng. Còn bên em không có khuyến khích là các khách hàng mới đặt hàng sớm. Ok tất cả các điều nhé, vì bên em chỉ nhận thêm 10 đơn hàng nữa thôi. Rồi em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ của chị Trần Tuệ Lâm nhé. Rồi ok bên em chỉ nhận thêm 9 đơn hàng nữa thôi tất cả các điều nha. Ngang 9 đơn hàng score nữa thì em sẽ không có nhận một bất cứ đơn hàng nào nữa tất cả các chế nha. Ngang 9 đơn hàng nữa thôi nha, 9 đơn hàng nữa thôi em sẽ không nhận đơn hàng nữa tất cả các điều nha. Rồi và các điều ơi, 9 đơn hàng nữa, và ai 9 đơn hàng nữa nha, 9 đơn hàng nữa mà tất cả các khách, 9 đơn hàng nữa tất cả khách nha, mà các khách nào để lại số điện thoại cộng địa chỉ nhanh thì em sẽ nhận đơn hàng đó. Còn nếu như mà chậm quá thì em sẽ không nhận đơn hàng, tại vì bây giờ hiện tại là nhân viên, có nghĩa là hệ thống của bên em báo đã đủ số lượng rồi, đã đủ số lượng 50 đơn rồi, chỉ còn thêm 10 đơn hàng score nữa thôi. Rồi em xin chào 50 người xem, 50 người xem ơi, nếu như 50 người xem nào mà chưa đặt hàng thì nhanh tay lên, tại vì bên em chỉ áp dụng cho 9 đơn nữa thôi nhá, là bên em sẽ ngưng và không có bán cái chương trình này nữa tất cả khách yêu nha. Rồi ok tất cả khách yêu, và bây giờ ai một son ba xe kem
tặng một son mát giá là 99.000 đồng. Bên em chỉ áp dụng cho 9 đơn hàng nữa. Rồi ok, liên lê chị đổi màu, chị inbox để nhân viên người ta đổi màu cho liên lê luôn nhá. Rồi khoảng lặng cho em địa chỉ đúng, chị khoảng lặng nhá, cho em địa chỉ luôn. Rồi và bây giờ là chị khoảng lặng rồi, bên em chỉ áp dụng cho 8 đơn hàng nữa thôi. Ngang 8 đơn hàng bên em sẽ không nhận đơn hàng nữa, tất cả các điều nha. Rồi ai đặt hàng thì nhanh tay lên ha. Rồi bên em chỉ áp dụng cho 8 đơn hàng thôi. Loan Vi là khách hàng thứ 3 tiếp theo. Bên em chỉ nhận thêm 7 đơn hàng nữa thôi. Cho em địa chỉ cụ thể đúng chị Loan Vi nhé. Nhớ là ai đã để lại số điện thoại cộng địa chỉ rồi thì phải nghe máy để nhân viên của bên em xác nhận đơn hàng tất cả các chế nha. Nên nhớ rằng cho em là phải nghe máy để nhân viên của bên em xác nhận đơn hàng nhé. Rồi. Và bây giờ thì hiện tại thì bây giờ tất cả các khách yêu ơi, nếu như mà ai chưa đặt hàng của bên em chỉ còn thêm 7 đơn hàng nữa thôi. Và 7 đơn hàng đó thì em bây giờ hiện tại thì cũng đã khuya rồi, cũng đã tối rồi nhá. Cũng đã tối rồi, cho nên tất cả các khách nào mà 7 đơn hàng nào mà để lại số điện thoại cộng địa chỉ nhanh nhất trong tối hôm nay thì em sẽ nhận 7 đơn hàng đó. Còn sau thì em sẽ không nhận đơn hàng nữa. Chị Phương Nguyễn em mới nhận được số điện thoại và địa chỉ. Em chỉ nhận thêm 6 đơn nữa thôi tất cả các khách nha. 6 đơn hàng cuối cùng khách yêu nhá. Rồi, và 6 khách hàng cuối cùng đó. Rồi, chị Duy Lâm, 6 đơn hàng, chị Duy Lâm là khách hàng thứ 5. Bên em chỉ nhận thêm 5 đơn hàng được thôi tất cả các điều nha. Thu hồi hàng của bên em là hàng layout, có nghĩa nó chỉ khác riêng vỏ hộp thôi. Còn chất lượng bên trong bên em cam kết chuẩn ao nha. Chị thu hồi nha. Rồi, ok, tất cả các khách yêu, và bây giờ bên em sẽ ngưng livestream tại đây. Chỉ còn 5 đơn hàng nữa thôi, 5 đơn hàng nào để lại số điện thoại cộng địa chỉ khi em kết thúc livestream, mà 5 đơn hàng nào để lại số điện thoại cộng địa chỉ nhanh nhất thì em sẽ nhận đơn hàng, 5 đơn hàng đó secure. Nếu như trong 50 khách đó có khách nào không nghe máy thì em sẽ nhường lại cho khách hàng secure đó tất cả các chế nha. Rồi, và bây giờ bên em sẽ ngưng livestream tại đây. Và các khách nào, 5 các khách nào nhanh tay nhất thì em sẽ nhận đơn hàng. Bây giờ hiện tại thì khuya rồi và em cũng đang có bận việc nữa. Cho nên bên em sẽ kết thúc livestream tại đây luôn. Rồi và màu thì sẽ có nhân viên inbox cho Phương Nguyễn nhé. Rồi ok, và bây giờ các khách ơi, ai mà chưa nhận được quà của bên em á thì đừng có buồn, đừng có vội vàng nhá. Sẽ có nhân viên, sẽ có phần quà hấp dẫn phía sau nữa. Em like càng nhiều, em like sau này còn quà hấp dẫn sau này nữa. Cho nên tất cả khách hãy theo dõi livestream của bên em để nhận được những cái chương trình bảo sale của bên em cực kỳ sale, và nhận những cái cây son cao cấp hoàn toàn miễn phí. Ok tất cả các khách nha. Rồi và bây giờ bên em cũng xin kết thúc livestream tại đây luôn. Và bên em chỉ nhận thêm 5 đơn hàng nữa cho ai để lại số điện thoại cộng địa chỉ khi em kết thúc livestream nhanh nhất thôi nha. Rồi, và hôm nay ai chưa nhận được quà thì đừng có buồn nha. Rồi, chúc các khách một buổi tối thật vui vẻ luôn nha. Rồi, em kết thúc livestream luôn nha.